Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 24 tháng 4, thì khu vực tỉnh vẫn chịu tác động chủ yếu của hai hình thái thời tiết là rãnh áp thấp và áp thấp nóng phía Tây, nên thời tiết cũng duy trì hai trạng thái nắng mưa đan xen. Mưa dông chủ yếu xảy ra vào thời điểm chiều tối, đêm và sáng sớm, kèm theo các nguy cơ về sấm sét, lốc xoáy và gió giật mạnh, nguy hiểm. Đêm nay mức nhiệt thấp nhất từ 25 đến 27 độ, tuy nhiên ngày mai mức nhiệt tăng nhẹ, cao nhất từ 32 đến 34 độ. Riêng khu vực phía Bắc của tỉnh mức nhiệt có thể cao hơn 34 độ. Hiện vùng áp thấp nóng phía Tây đang có xu hướng hoạt động mạnh nên khu vực tỉnh có thể tăng nhiệt trong những ngày tới. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện gió giật mạnh, lốc xoáy và sấm sét, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, độ ẩm tương đối 80 đến 85%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi, ngày nắng, đêm nay có mưa vài nơi, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối 80 đến 85%. Vùng biển Vũng Tàu Côn Đảo mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Trên biển gió tây nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường. Mực nước tại Vũng Tàu ngày 24 tháng 4 năm 2021, mực nước cao nhất 380 cm xuất hiện lúc 12 giờ 45 phút, thấp nhất 140 cm xuất hiện lúc 5 giờ 15 phút.